108 trẻ em được trao học bổng và quà với tổng giá trị các phần quà là 324 triệu đồng trong chương trình Thắp sáng những ước mơ diễn ra vào tối ngày 8 tháng 9 tại Hà Nội với chủ đề Thắp sáng những ước mơ cho trẻ em dân tộc miền núi có hoàn cảnh khó khăn. Về tham dự chương trình đều là trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, trẻ khuyết tật từ 10 tỉnh thành phố bao gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tây Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là lần thứ 6 chương trình được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần vượt khó của trẻ em dân tộc thiểu số, vùng miền núi khó khăn. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã trao thư cảm ơn và tôn vinh những tấm lòng nhân ái có nhiều đóng góp cho chương trình trong suốt thời gian qua. Sáng ngày 9 tháng 9, trẻ em tham dự chương trình được đến phủ chủ tịch và dự lễ tuyên dương trẻ em nghị lực vượt khó vươn lên.